Hồng Sơn, số quân là 50. 50, 683, 432. Dạ. Hồi xưa là ông Bảy đi kiểu như đi trận nào mà mình bị thương á? Bị một quá kiến đường. À, một quá kiến đường ở Long An. Ờ, quá kiến đường Long An. Dạ. Là từ đó tới giờ là từ đó là ông Bảy ra quân luôn. Ờ, mấy con viên ở đây là hết cuộc đời. Dạ. Dân miền Tây Vlog chào chính trị nha. Này như cái clip lần trước là quay giới thiệu ông Bảy bán vé số, nhưng mà có một chi tiết là ông Bảy đã từng kể mình là người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, cho nên hôm nay cũng may mắn là cũng có một anh trai Mạnh Thường Quân khác cũng có gửi chút phần quà đến ông Bảy và Bảy, sẵn tiện nông dân như cái clip trước nông dân có hứa là sẽ quay lại thăm hoàn cảnh nhà ông Bảy, nhà thì nhà trọ thôi. Này nông dân cũng đi theo chân ông Bảy nãy giờ, sẵn có anh xe ôm á, nông dân cũng đi theo anh xe ôm luôn, anh xe ôm hay chở ông Bảy á. Giờ mời cô chú anh chị vào bên trong để thăm ông Bảy và bà Bảy, và sẵn đây mình hỏi chút xíu chuyện về anh xe ôm luôn. Mời cô chú anh chị. Anh xe ôm vừa chở ông Bảy về thì hỏi thăm ông Bảy xong cái clip trước rồi, giờ hỏi anh xe ôm trước đi. anh chở ông Bảy được bao lâu rồi anh? 15 năm rồi đó. Chở 15 năm rồi. Ổng ở đây là 15 năm rồi. Ông ở đây 15 năm. Đó giờ cũng 5 6 năm hả ông Bảy ha? Ừ. Chở 5 6 năm mà cứ sáng đưa đi chiều anh rước về. Thì sáng thì chở đi ra ngoài này xanh đỏ, thì đó thì ổng đi lội đi. Ổng đi chợ Bắc Sơn, chợ Vĩnh Bảo, chợ Đất Gán. Bây giờ ổng lớn tuổi rồi. Dạ. Ổng đi nó được nữa, bây giờ ổng chở ra này xanh thì nhỏ, sáng thì chở ra ngoài đó. Chiều trưa chở ổng về. Rồi về rồi nó trưa hẳn 1 giờ chở đi, rồi chiều 4 giờ gì đó là chở về. Ừ, bữa nào cũng vậy hết. Có hẹn trước rồi sẵn hết trơn, không có đi lỡ ổng lội chỗ khác rồi. Không. Ngồi đó không em? Lội chả té. Có giờ yếu rồi. Dạ. Đó lội hay lắm rồi. À, dạng đi chở Bắc Sơn đi, chở ổng góc nào đó. Ông bỏ ngay góc đó là ổng lội vô ngay bốc, ổng lội vô chợ hay lắm. Ổng nhớ đường hay lắm. Dạ. Thì với số cũng vậy. Sáng phải đọc hai con, hai chó, số mấy đó là ông trăm mấy vé vậy đó là ông nhớ số cho à. Dạ. À, ông bán hết. Vậy dạ. Đó. Dạ, cảm ơn anh nha. Chào ông Bảy nha. Dạ. Con chào bà Bảy. Dạ. Đây là bà Bảy rồi cô chú anh chị. Như cái clip trước á là con đã quay ông Bảy rồi. À, hỏi thăm thì bà con cô bác xem clip á thì cũng nói là thấy ông Bảy thì tội muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như là thêm biết thêm bà Bảy. Đây là bà Bảy. Có mặt hồ. Bà Bảy năm nay nhiêu tuổi bà Bảy? 83. 83. Dạ, gần xuống hồ rồi. Bởi vì là bà Bảy lớn hơn ông Bảy. Ông Bảy 72. Hai chồng có con mắt hồ. Bà đó hai con, tới sau bị thương con, nó không có tiền nữa, mình phải thương cái con luôn. Dạ, đây là do mình bệnh. Mắt ra nước rồi là bà tắm, bà Bảy... sao mà ra nước mắt là vậy khóc hả? Cái khăn chùi không? Khổ quá chú ơi. Khăn chùi dạ. Cái quả kìa. Dạ, già rồi mà còn cảnh khổ. À, giờ con hỏi thăm ông Bảy thôi, tại vì cái clip trước con có quay đó, thì ông Bảy có nói mình hồi xưa mình là... Ông Bảy xích vô trong đi, cho con xích vô chứ. Dạ rồi. Dạ, ngồi kế bà Bảy đi, ngồi hai người ngồi gần nhau đi, cho tình cảm. Dạ. Rồi dạ, vậy đó lấy hình cho đẹp. À, ông Bảy có kể là hồi xưa ông Bảy từng đi lính, ông Bảy lính là lính Việt Nam Cộng Hòa hả, đúng không ông Bảy? Ông Bảy có nhớ số quân rồi mình công tác ở đơn vị nào gì không? Có chứ, nhớ chứ. Ông Bảy kể lại cái hồi đó số quân hay là đơn vị sao vậy? Đơn vị nha. Dạ. Xưa là 7 trung đoàn 1. Dạ, rồi số quân. Số 50 đầu. 683 432. 50 là cái năm sanh mình đó. À, là người ta lấy cái từ cái năm sanh. Năm sanh rồi, số quân có 6 con à. Dạ. 683 432. À, 50, 683 432. Ờ, như đó. Số quân có 6 con à. Còn 50, năm sanh mình. À, 50 là năm sanh không tính vô. Ờ, thì chỉ tính luôn cho hàng đó. Dạ. Đó là đơn vị ông Bảy ở đâu? Mỹ Tho. Mỹ Tho, Tiền Giang đó ha. Ờ. Ông Bảy tên đầy đủ là sao ông Bảy? Hả? Tên đầy đủ của mình là sao? Tên đủ gì? Dương Hồng Sơn. Dương Hồng Sơn. À. Số quân là 50. 50, 683 432.
Hồi xưa là ông Bảy đi cái kiểu như đi trận nào mà mình bị thương á? Bị một quá kiến đường. À, một quá kiến đường ở Long An. Ờ, quá kiến đường Long An. Dạ. Là từ đó tới giờ là từ đó là ông Bảy ra quân luôn. Ờ, bị con viên ở đây là hết cuộc đời. Dạ. Là lúc đó là ông Bảy gặp bà Bảy chưa? Rồi. Là gặp rồi ha. Lúc đó là liền mới chưa vô anh. Bà Bảy hỏi thăm bà Bảy xíu, bà Bảy là ở nhà là ở trong nhà vậy thôi chứ đâu có đi đứng gì được đâu bà Bảy. Đâu có đi đứng là đâu được chứ ngồi lết lết luôn. Rồi giờ bây giờ hai người vậy ai nấu ai ăn? Tôi nấu. Nấu còn điện, nấu còn điện. Bà Bảy làm đồ ăn được luôn hả? Được. Đi tới đi lui được không được mà. Lết vòng nhà mỗi người đi chợ mua đồ mua ăn gì mỗi người mua. Dạ. À, chú Bảy đây là tên là Dương Hồng Sơn. À. Dạ, số quân á là 50 đầu. 683-432. Vậy chú có 6 con hả? À? Dạ. Thì con nghe nói là cái có một cái câu lạc bộ mà người ta hay giúp những người lính Việt Nam Cộng Hòa đó. À. Là hồi xưa giờ ông Bảy có nhận được cái hỗ trợ gì của cái câu lạc bộ đó chưa? Chưa, đâu có đâu, đâu biết đâu. Là ở đó giờ là ông Bảy xuống ra Kiên Giang này bao lâu rồi? 15 năm rồi. 15 năm là lúc đó ông Bảy ở Đồng Tháp. Đồng Tháp làm gì? Nhà bển. Nhà đất đai mình vào bên đó ha. Ờ, má bà má thưa bển. Dạ, là lúc đó ông Bảy bên đó làm gì? Lại đâu rồi đó cũng gói tôi nói thiệt chú nha. Hộ bán số đi sinh. Đi sinh. Ờ. Dạ, bên đó là đi sinh. Ờ. Thằng qua đây mình đem bán giấy số. Ờ. Bển đi sinh nói thiệt cái đó, nói thiệt đó. Ừ, dạ. Thì tại vì con cũng quay nhiều người ăn xin cũng đâu có sao đâu, tại mình khổ thì mình phải chấp nhận thôi chứ. À. Cũng không có gì phải xấu hổ. Thật ra thì con biết cái nghe nói vậy thôi, cái có một cái câu lạc bộ ta hay giúp đỡ những người đồng đội năm xưa của người ta đó. À. Bên Mỹ đó, thì hy vọng qua cái clip này thì ông Bảy giờ bây giờ mình nhắc lại một cái từ cái số quân tới đơn vị mình công tác ở đâu, mình bị thương ở cái khu vực nào. À. Ông Bảy nhớ kỹ lại nói lại một lần nữa cho đó thì xưa đồng 7 tiểu đồng 3 trung đồng 11. Dạ. Hồi đó là ở đóng quân ở Mỹ Tho. Mỹ Tho cái hậu cứ Mỹ Tho. Hậu cứ ở Mỹ Tho rồi đi đi hành quân là Long An một quá. Dạ. Lúc đó là bị thương rồi về luôn ra quân rồi đi luôn đó tới giờ luôn á, bị thương cái ra quân luôn. Ờ, ra quân hồi xưa có viên ở đây là không có thiệu nữa. Dạ. Con viên mồi thôi bà Bảy bị sao mà nhất nó ai dọn tay chú ơi. Dạ, bị khớp hả? À. Trời ơi tôi tiền là 20 triệu không chết rồi. Dạ, vậy thôi bà Bảy nhất thì vô đó là nằm đi để con nói chuyện với Bảy được rồi chứ. Dạ. Dạ. Thì cái con thì chỉ thay mặt anh trai của con, cái anh bữa hổm là anh khác, còn anh này là anh khác nữa. À, có gửi cho ông bà Bảy mỗi người 1 triệu. Thì hôm nay thì thay mặt anh gửi số tiền là 2 triệu cho ông bà Bảy. Nói là tại cái clip trước con có nói là nếu có cơ hội á, giống như mình có duyên á thì mình sẽ đi tiếp đi gặp ông Bảy nữa. Rồi biết đâu qua cái clip này con có duyên con sẽ gặp ông Bảy thêm lần nữa, rồi dài nữa. Hãy là có Mạnh Thường Quân gửi tiền thì con sẽ tìm ông Bảy con đi nữa. Ngày nào tôi cũng bán gì đó đó. Dạ. Ngày nào bán gì đó. 6 giờ sáng có mặt à? Tại vì cái clip hổm này con cũng đã hứa rồi thì Mạnh Thường Quân cũng đã yêu cầu lại hỏi kỹ hơn về cái kiểu như hồi xưa ông Bảy làm việc ấy, đi lính đó, rồi bị thương thì sao, rồi tên rồi số quân là như thế nào. Đầy đủ mà. Dạ, mình nhớ số đó là được rồi. Dạ. Đây thì con gửi tiền cho ông Bảy. Dạ. Dạ đây, đây là thay mặt anh trai, gửi cho mỗi người 1 triệu. Đây ông Bảy cầm trước đi, đây là 1 triệu của ông Bảy ha. Dạ, dạ. Rồi của bà Bảy đây. À, chia cho nó điều vậy thôi chứ thật sự hồi cũng gom lại hết à. Dạ. Hồi cũng gom lại hết đó, đó đây sang tay đây. Không sao. Thì dĩ nhiên là tiền phải gom chung mà tại con chia cho nó điều vậy thôi. Chồng quá. Dạ. 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 Cầm này
cần chứ không? Dạ dạ không sao đâu, cứ giao tiền nhận tiền là được rồi, ai cầm cũng được. Dạ thì nay cũng rất là vui, cũng cảm ơn anh trai khán giả hảo tâm trên kênh Nông Dân Miền Tây Vlog gửi cho ông Bảy với bà Bảy mỗi người 1 triệu. Hy vọng qua cái clip này thì sẽ có nhiều mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm giúp đỡ cho ông bà Bảy. Thì clip trước thì nông dân cũng đã hỏi ông Bảy là ở với ai rồi. Ở đây ông Bảy thì ở một mình anh, hai vợ chồng à cô chú anh chị. Đây, ông Bảy, Bảy cho con quay chút xíu nha. Rồi, cứ ngồi thì con quay vòng vòng đi thôi. Rồi, rồi. Cho con vô cái bà Bảy. Chánh ông chánh bà nè. Đây ông bà Bảy ở vòng vòng đi, có phòng cuối luôn. Hai ông bà già. Anh nó anh đi xe ôm. À, mình chạy vậy là 1 tháng hay sao anh? Chưa tiền chứ, tiền đổ xăng. Chạy ngày nào cũng trả ha. Tính đâu tới tháng mới trả 1 lần. Dạ. Trả. Đây là nhà mình ở 1 tháng bao nhiêu bà Bảy? 1,5 triệu 1 tháng. Rồi điện nước luôn. Điện nước cho mấy à? Thì nước cho mấy mình cũng đâu có xài gì đây, bà Bảy xài nồi cơm với quạt gió thôi chứ đâu có xài gì nữa đâu. Không có xài gì. Dạ. Nó có xài nồi cơm với quạt gió thôi. Rồi điện nước điện với trọ luôn mà khoảng 1,6 triệu 1,7 triệu. Khoảng 1,7 triệu cho là. Dạ. Thì tiền xe ôm, thì ngày chắc cũng vài chục. Khi tôi bán này, cô bán người ta lì xì tôi nó trả tiền xe. cái lúc gần cuối giờ bán cũng được. Điện tỉnh á, người mù á. Ừ. Dắt đi họp nữa. Dắt đi họp nữa hả? Có, không có giấy thẻ nữa đó. À, thẻ hội người mù ha. Ừ, không có thẻ nữa đó. Dạ, chống gậy. Họp với người mù không à? Vô vô chổng ai thấy ai? Ai thấy ai không? Ai cũng mù vô đó ai thấy ai? Chú Đăng Viên ở Vĩnh Thượng, ở Hòa Quang rồi. Tiếng khéo lại, tỉnh Giang này coi vậy đó. Dạ. Thôi đừng hẹn nhau rồi. Có lương không, đi họp gì người ta có trả lương không? Trời, cho mấy trăm tiền xe à? công đi ở gần đây mình được mấy trăm đỡ, mấy người ở xa mấy trăm ta lỗ luôn. Dạ tôi sợ tôi đi luôn, khóc nhà khóc không dùm luôn. Sợ tao bắt hả già mà cũng đi từ 11 giờ bây giờ tới nhà nhà khóc không biết đâu. Tụi đâu mà bắt ổng đi luôn rồi. Không biết đi đâu. Đi đâu vậy? Hả? Thẻ đâu rồi? Thẻ cất kìa. Rồi bà Bảy là lúc là bình thường ông Bảy mà đi về trễ là bà Bảy sợ ông Bảy đi luôn hả? Rồi là ở nhà lo ha. Ừ. Là không thấy đường chứ phải có số điện thoại rồi điện hỏi thăm chần chừng sao giờ này ông không về đâu. Trời ơi, có thằng này có số điện thoại kìa. Có ai có? Dạ. Thôi già rồi ông đi cũng có người chở ông về chứ có gì đâu lo. Dạ, chú nào tôi biết không gọi chú. Dạ. Thì tôi cần gì cái tôi mượn người ta bấm điện thoại hay gì. Nhớ số nha, nhớ số cái mình bấm. Nhớ số là. Dạ. Tôi mượn người ta bấm chút. Nói chung là được 2 triệu này cũng đỡ đóng được tiền nhà cũng được hơn tháng. Dạ. Thì hy vọng qua cái clip này thì có một cái câu lạc bộ nào đó, con cũng nghe nói thôi chứ thật sự con cũng không có tìm hiểu về nhiều cái câu lạc bộ này nữa. Dạ thì thường người ta hay giúp đỡ những người đồng chí đồng đội cựu chiến binh gì của bên lính Việt Nam Cộng Hòa đó, con nghe nói vậy thôi, nhưng mà hy vọng thì qua cái clip này đó nghe là đó lúc biết rồi lâu rồi mà đó cũng đi chợ đi búa rồi có đi được đó đi được sao mấy năm rồi bà bệnh đó mà bây giờ bà yếu đó. Đi đây thường là mấy triệu không vô. Ừ. Rồi con cái là lâu lâu ghé thăm lần. Có ở Gạch Giá này không ông Nguyễn? Có mà nó ở đâu có ở đây rồi đó, đây có hai chồng già thôi à. Hai chồng già chú ơi, con có một chích luôn. Mẹ chưa đi trên này dễ gì xài. À, bà Bảy là tên đầy đủ mình là tên gì bà Bảy? Nguyễn Thị Thiêu. Bà Bảy lớn hơn ông Bảy, bà Bảy 83 tuổi. Ông Bảy thì 72. Là ông Bảy sinh năm 1950 hả?
1950 rồi. Có coi thẻ không không? Lấy thẻ mù nữa kìa. Thôi khỏi, khỏi cũng được. Mình nhớ chính xác số quân với đơn vị của mình vậy là được rồi. Chính xác. Dạ. Ông nói là mong muốn có bạn vô, tụi bạn ở đâu bạn à? Tụi nó bạn ở đâu thì vô. Ông nói có mày. Thì hy vọng cái sau khi cái clip này đăng lên thì sẽ có nhiều mạnh thường quân, cái quan trọng nhất là hỗ trợ cho ông Bảy cái phần nào đó để trang trải trong cuộc sống, như giờ con cái có gia đình riêng hết rồi. Dạ. Mình đâu có giúp gì được cho ông Bảy. Trời ơi. Hai chồng già thì nương tựa nhau. Chính xác là ông Bảy với bà Bảy thì ba hai người có con mắt. Chú về chú nói tịnh giùm đi. Dạ. Còn 2 giờ tôi giờ còn 40 triệu. Trời ơi, trời cũng nghe. Ngày nào phải mua thuốc à, ngày nào mua. Bị khớp hay sao mà vậy? Bây giờ chân tôi uống rồi kìa. Ông Bảy là đi bán rồi đi mua thuốc luôn. Về mua thuốc. Dạ. Đem dĩ theo nè. Bữa nay tại sẵn có con đây nên không có mua được. Tại vì mắc dẫn về nhà. Này đi. Dạ. Kêu nào mua. Dạ. Mình chở mua vậy nó biết. Dạ. Vậy thôi con chào bà Bảy nha. Dạ. Dạ, con chào ông Bảy nha. Rồi, thôi cảm ơn. Để ông Bảy đi mua thuốc cho bà Bảy chứ, để hồi bà Bảy. Cái giờ tới Tết được cơ hội đó, cái xả Tết. Dạ. Hả, chú? Dạ. Cái chung như chú mua mấy thứ mấy nữa. Dạ, mà chỗ không hết cắt đây à. Ừ, mới cắt rồi anh không hóa à. Chỗ này mới sửa lại. Đâu, mấy chị cũng cho anh mua thuốc. Còn bên kia kìa. Đâu rồi, nhà. Đi. Ở nhà mua thuốc luôn Bảy. Em cũng xin tạm dừng video tại đây cô chú anh chị, tại vì nông dân chị muốn biết là cái số quân cũng như là cái đơn vị công tác của ông Bảy ngày xưa đi ở hành quân ở đâu và bị thương như thế nào đó. Còn hoàn cảnh của ông Bảy như cái clip trước thì nông dân cũng đã hỏi, đã tìm hiểu hết rồi. Thì ông Bảy cũng có 3 người con, có gia đình tứ tán hết chứ không có ở chung. Nhưng hai ông bà già ở đây thì ở mình lên, bà Bảy thì 83, còn Bảy thì 72 tuổi. Bảy tên là Dương Hồng Sơn, số quân là nãy thì ông Bảy có đọc rồi. Nghe nói là đơn vị công ta đóng quân, cái đóng quân ở đó là ở Mỹ Tho, Tiền Giang cô chú anh chị. Thì qua video này thì nông dân cũng một lần nữa cảm ơn anh trai Mạnh Thường Quân, cũng là một khán giả hảo tâm trên kênh Nông Dân Miền Tây Vlog. Còn bây giờ thì cũng may mắn là cũng nông dân cũng kiếm được chào ở của ông Bảy rồi, thì quay chút xíu gì để chia sẻ tới cô chú anh chị. Hy vọng cô chú anh chị cũng như các bạn có thể giúp được gì cho ông Bảy thì giúp. Đây, nông dân cũng đang đứng trước cửa phòng của ông Bảy. Ông Bảy và Bảy đang ngồi trong. Bây giờ thì mọi người đã về hết thì hai chồng già mỗi tuổi ở trong nhà. Dạ. Dạ. Dạ vậy thôi con chào ông Bảy và Bảy nha. Cảm ơn chú ơi. Dạ dạ. Dạ, dạ, con thứ sáu. Dạ, Tết, con mới vô Tết. Dạ, dạ, dạ. Dạ, hôm nay cũng được mới vô Tết. Dạ, cũng gần, thật sự cũng gần Tết rồi cô chú anh chị. Nên ít 2 triệu này cũng là một cái, nói chung là một cái niềm vui, cái nguồn động lực giúp cho ông Bảy tiếp tục vượt qua cái lúc khó khăn. Hiện giờ thì cứ công việc ông Bảy thì bán vé số và Bảy thì ở nhà vậy thôi. Thôi thì video đến đây nông dân xin dừng nha cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị vào những clip tiếp theo. Chào cô chú anh chị. Tắt hỏa hả? Ai biết bố tắt có gì đâu. Thuốc này là mình nói đi mua thuốc gì không Bảy? Hả? Thuốc nhất hả? Thuốc nhất cái vợ tôi hả? Đi thuốc cái vậy? Đây luôn hả? Rồi anh bày bài thuốc, dịch dịch thuốc cho đống thuốc nè. Dạ.
Đây, lấy đông thuốc này dập dập cho khán giả coi rồi mua thuốc gì, rồi già mà uống nhiều thuốc gì. Tầm. Quá trời thuốc nè. Nhiêu đây là hết nhiêu tiền? 42.000. Ừ, thuốc này chắc cũng không có tốt đâu, tại nó nhiều mà nó rẻ quá. Cái vậy vậy. Dòm. Mua quá vậy. Nhiêu đây mình uống bao lâu? Uống được mấy ngày vậy? Ngày viên viên à. Ngày viên viên à. Nó có thuốc thứ này nè. Có này thuốc thử rồi tôi hiện à. Không có thuốc khác. Này ăn được ngủ được phải không vậy? Này thuốc cử nhất nhất mỏi nè. Nhất mỏi. Ừ, đó. Này thuốc cử. Được ngủ được. Già mà uống quá trời thuốc nữa. Đây là chút vô nha. Thank you.
Thank you.